Bắc Giang có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú và đặc sắc cùng những lợi thế vượt trội để phát triển du lịch. Để khai thác tối đa tiềm năng về du lịch, địa phương này đã tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư và chủ động xúc tiến, đưa du lịch Bắc Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng. Sở hữu tiềm năng lợi thế to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp nông thôn, tỉnh Bắc Giang đang tích cực tạo thêm nhiều điểm đến hấp dẫn để thu hút du khách. Đơn cử, huyện Lục Ngạn có đủ điều kiện để phát triển du lịch miệt vườn, sinh thái với các vựa cây ăn quả 4 mùa rộng 26.000 ha, gồm vải thiều, cam, vườn bưởi, các làng nghề truyền thống như sản xuất mì trũ. Khi mà đến vườn vải thì tôi được trải nghiệm và được xem mọi người trồng cũng như là hái quả, thì tôi cảm thấy rất là yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái độ an toàn của vải. Bởi vì mọi người có thể ăn trực tiếp vải ở trên cây mà không cần phải lo lắng về việc là vải có thuốc hay không. Ngoài những giá trị du lịch nông nghiệp, hiện nay Bắc Giang cũng xây dựng những điểm đến sinh thái hấp dẫn, tạo cho du khách ấn tượng khó quên như điểm du lịch sinh thái Đồng Giao tại huyện Lục Ngạn, điểm du lịch và nghỉ dưỡng Vạn Hoa Hồ Va tại huyện Lục Nam và nhiều danh lam thắng cảnh khác trên địa bàn tỉnh. Mình có thể đi tham quan các khu điểm du lịch của tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang thì phát triển cả du lịch sinh thái và du lịch tâm linh, nên là càng gần về đây thì Bắc Giang, du lịch của Bắc Giang là càng ngày càng phát triển. Hợp tác xã Bạn Nam đã có các dịch vụ để cho khách trải nghiệm. Khách đến đây thì được sử dụng các dịch vụ như là ăn, uống này, nghỉ ngơi là chúng tôi, và tham gia các hoạt động cộng đồng, khiêu vũ dân vũ cho tất cả các bà con ở xung quanh đây cũng như là toàn những người dân ở trên địa bàn huyện Lục Nam và các huyện. Đồng thời thì ở đây thì chúng tôi có những cái khu vui chơi cho trẻ con này, rồi có những cái khu trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, các cấp ngành của Bắc Giang đang nỗ lực xây dựng kế hoạch hình thành các động lực tăng trưởng du lịch theo phương châm một cung đường, nhiều điểm đến, hình thành sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương, hợp tác chặt chẽ trong đầu tư, phát triển sản phẩm, truyền thông, quảng bá và triển khai các chiến dịch kích cầu du lịch. Đối với Bắc Giang ấy, ngoài du lịch văn hóa tâm linh ra thì Bắc Giang đang tập trung triển khai phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm qua các cái vườn vải thiều cũng như là các cái vườn cây trái khác, cũng như là khai thác những giá trị cây quả của nông nghiệp nông thôn. Đấy là một cái thế mạnh của Bắc Giang trong thời gian tới tiếp tục phát triển. Thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm đang tích cực tổ chức các cái chương trình phân xếp cũng như là cái chương trình tuyên truyền quảng bá để cho du khách biết những cái sản phẩm du lịch mới của Bắc Giang. Tiềm năng du lịch của Bắc Giang cũng rất là phong phú. Ngoài cái việc du lịch nông nghiệp, du lịch mùa vụ trái cây thì lại còn có những cái sản nông sản, rồi là những cái sản vật rất là đã là nổi tiếng ở trên thị trường, ví dụ như là mì trũ, hay là những cái cảnh thiên nhiên mới ở Bắc Giang hiện nay là cũng đang được đưa vào khai thác sử dụng. Sở hữu tiềm năng, lợi thế to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp cùng việc sở hữu những điểm du lịch sinh thái cảnh quan thiên nhiên đẹp, Bắc Giang có đủ khả năng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện hóa được điều này, cần sự vào cuộc với quyết tâm cao của các ban, ngành và sự đồng tâm, đồng thuận từ chính quyền với nhân dân. Có như vậy, du lịch Bắc Giang mới có thể vươn cao, bay xa và thực hiện được mục tiêu của mình.